guys want to hear, man? You guys want to hear some new shit, man? That's going to cost you some money, man. You got to pay me to write some new shit. Yeah, man, because I'm sick and tired of writing free lyrics for everybody to rap, man. I'm going to end up like one of these free lyric dudes, man. You guys want to watch some TV? What you guys want to do, man? Me, I'm about to wait for the winter to come. The ice rink opens. I'm playing some hockey on Saturday, man. See you guys there. If you guys show up, play some hockey on Saturday. Make sure you dress warm. It's gonna be cold this winter, man. I hope it's still not that cold right now, but it's gonna be cold. So I got my heat on full blast, man. I hate cold weather, man. Why in God darn nation did I not end up in USA, man? How'd I end up in Canada, man? I have no family in Canada, man. Our family in USA, man. Maybe that's why I'm a failure in Canada. Because I was built for the USA, man. Who knows what I was built for, man? I don't even have a purpose in life, man. I have a big gash right on my nose, man. I don't even know how I got that, man. I was scratching these blackheads off my nose and my nails clipped my nose. This kind of gay on me looks like a clown, man. Like some clown painted my nose, man. But that's gonna go away eventually. And I just gotta be patient for this blister to go away. You guys like my posters, man? I got Bumblebee. I just watched this movie, Bumblebee, man. I was shedding tears, man. I was watching the movie, shedding tears. It was so cute, man. Yeah, man. B-127. That's what Bumblebee's name is. B-127. And the girl named them Bumblebee. And Tupac, on the other hand, is still showing up on Facebook after 20 years of death. A long time ago, he died 20 years ago, and he still shows up on Facebook. Like, he still looks like he's relevant on Facebook. Man, how is that possible, man? Like, he's still like motherfucking lying or some shit, man. Tụi bay đừng có chơi đá nữa mà. Đừng có chơi đá người ra ngoài nữa mà. Sao đi room nào người có người đá tôi ra vậy trời, là sao vậy trời. Tôi cứ nghĩ tôi đang ngoan mà. Tôi nghĩ tôi ngoan, tôi chẳng quấy rầy ai, tôi chẳng chửi ai, đúng không? Chẳng là mẹ gái hết. Tôi chỉ cần chung tí tiền thôi. Chung tí tiền để mua bằng lái xe, mua bảo hiểm xe, mua thi bằng lái xe, mua một chiếc xe, đi trường học lái xe. Cần phải chắc là 2, 3, 4 nghìn, 5 nghìn, chung 5 nghìn. Đánh chung được mà đánh bang cơ chung 7 số được 5.000 thì ông trời cho, nếu ông trời cho chúng thì một ngày nào đó chúng mà. Con đợi cũng lâu lắm mà, con đợi lâu lắm rồi. Con không có ai hết, con là người không có con, không có bố mẹ, có mẹ thôi, có con, có em trai, có em gái. Nhưng nó ở riêng, nó coi là bỏ tôi đây rồi, bỏ tôi chết đây rồi. Tại tôi hút thuốc lá nhiều quá, nó không chịu nổi được.
rồi thành cái mặt vuông như thế này. Anh yêu ai? Anh yêu Hồ Lương Bích. Nghèo đúng là gọi là thối thiu cơm đúng không? Cái này gọi là thiu cơm, canh chua thối đừng mà, rau muống thì ăn không hết đừng mà, cái gì ăn cũng chán, ăn nhai miếng chán này đừng mà. Nhiều khi mua gói chip ăn mấy 100 mấy trăm chip ăn còn sướng, ăn chip không. Sao không ai đi đi chơi mới đi đi rủ tôi đi chơi, tôi sợ đi ra ngoài chơi lắm, đừng mà tôi xem phim nhiều quá bị hại não rồi, đừng mà cái đầu tôi bị hại não nhiều lắm rồi, chơi không chịu nổi luôn, đừng mà xem nhiều phim quá rồi, phim nào cũng hại não, đừng mà. Anh yêu gái xinh tươi cười vui đùa chung công chúa, đại bi đại bồ đại phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, con chưa muốn a di đà phật. Có phải làm sao kiếm ra tiền, con ở nhà con được 1.000 một tháng rồi, ở nhà được 1.000 tháng, trả tiền nhà, trả tiền điện, trả tiền internet, một tháng có 30 ngày mà một ngày xài được má 10 đồng 20 đồng một ngày nữa đấy. Ăn còn chưa no luôn đấy. Sao tôi nghe mấy cái đại gia nào đấy, đại gia nó xài nó nói một ngày xài 200 đồng một ngày, mà tiền đâu mà xài 200 đồng một ngày, thì lấy tiền đâu đấy mày, bảo tụi tao đi. Tao nghĩ thằng nào nó giàu trên đây, nó giàu nó có nhiều tiền đấy, đừng má có nhiều tiền, nó giàu trên đây nó có nhiều tiền. Thằng nào đúng bác có nhiều tiền đưa tao tí tiền đi, tao cần mua chiếc xe, tao cần đi thi bằng lái xe để tao lái xe vòng chơi, tao đi chơi một mình tao, tao lái xe downtown chơi, tao không có xe gì hết. Tao phải đi chợ mà, tao muốn phone cho mẹ tao, lúc nào tao đi chợ tao phải phone cho mẹ tao, chở tao đi chợ. Tao thằng đúng quá, giống như thằng điên tâm thần, hát karaoke hoài chẳng ra đâu cả mà chẳng hiểu đeo gì cả. Anh đang ghét cái này lắm, anh đang ghét cái này, ghét là ghét cái này. Anh cứ gãi được mà tưởng là cái gì đang da chứ đừng mà, thì ra là cái miếng thịt da của mình đang da được mà, thì trời trời tụi bay được má, mấy giờ ăn cơm? Tao bình thường ăn cơm được má 3-4 giờ đêm, đang ăn cơm 3-4 giờ đêm cơ. Bình thường đó bà đóng cửa để đi về để ngủ rồi tao mới đói bụng biết chưa. Tao được má hay được má chiều cái con Mia thỉnh thoảng mua nước keo ăn, mua nó gói chip ăn, mua nước kẹo ăn, mua nước kẹo cao su, mua nước chip gum, kẹo cao su, chip nước. Con đấy chỉ có sống bằng nước mới chip thôi mà.
Tao sống bằng đường má. Nước cười, ta sống bằng nước cười. Khi nước cười, ta cũng cười theo. Đúng không? Tại vì nước cười, đang cười, nó thấy mắc cười quá. Nếu mà cười quá đó. Ê đúng mà, tao cũng không biết tao là người Tàu hay là người Việt Nam, nhưng tao đâu hiểu tiếng Tàu đâu. Tao không biết tao là người Tàu hay là người Việt Nam, nhưng đúng mà tao đéo hiểu tiếng Tàu, phải biết không? Tao chỉ hiểu tiếng Việt thôi, mẹ vậy mới là mắc cười. Đâu tao có hiểu từ câu tiếng Tàu rồi đâu. Đúng mà tao từ Hà Nội mà. Tao từ Sài Gòn đến Hà Nội, đúng mà. Chắc bố tao ở Sài Gòn, xong tao về Hà Nội, mẹ tao ở Hà Nội, bố tao ở Sài Gòn. Nhưng bố tao qua đời rồi, tao nghĩ bố tao vẫn còn sống thôi, đừng mà bố tao còn sống mà tao đi thăm cái ổ đám ma đám cái đám của bố tao bảo đào bố tao lên đi, đứa bố tao bảo mà bố tao bảo Bùi Mạnh Toàn là sao Bùi Mạnh Toàn chết dễ dàng như thế mà đừng mà Bùi Mạnh Toàn còn lâu mới chết được mà. Bùi Mạnh Toàn năm nay 63 tuổi ở dưới đất, cho lên đi được ma coi nó còn sống không. Đúng mà tao nghĩ là sống đấy, còn sống mày, đúng má mày, mà có tiền được ma bố ta còn sống dai đỉa, như là được ma sống còn sống dai những cái gì đó này. Lấy máu hết ra sao chết nổi được nhanh như thế được. Còn được ma còn trích thuốc morphine cho được ma còn sống ở dưới đất còn sống bao lâu nữa mà giờ đang được ma nếu chết rồi thì được ma ta mất mặt lắm. Nhiều khi tao được ma nghĩ chết rồi cũng mất mặt lắm, được ma người chết rồi cho chết rồi trời thôi đâu quay lại được nữa đâu, tao phải tìm người yêu mới thôi. Ta tìm cái nghề mới, yêu mới của tao. Như ta yêu bố tao nhiều lắm, như tự nhiên một ngày qua đời chết mẹ rồi. Đều thương con bố, thương con nữa. Nếu mà muốn giết tao được má mà cho cái súng vô đầu tao, nổ viên vô đầu tao cho tao chết mẹ luôn đi, cho tao được má cái súng gặp cha của tao dưới đất. Một là tao nói về để tao đi ngủ, hai là tao chết thật trong ngủ của tao. Mày muốn chơi với tao, tao có chết thật trong ngủ của tao hay là không chết không? Cả đời tao đủ làm gì đâu được má, cả nhà cả đời tao nhà suốt cả internet được má, khi mà có internet là được má, mày nhìn gái để suốt cả được má, nhiều khi được má cả đời tao suốt cả đời tao được má chán quá được má, tao muốn tóc dài, làm ơn cho tao tóc dài nhanh tí được má, sao nó mọc chậm mày trời, ta chưa từng thấy cái tóc nào nó mọc chậm như cái đầu của tao, đừng má cũng khóc ư. Nhiều khi ta muốn bỏ đi thật xa trong cuộc đời vui vẻ tình thành công lông thông giữa mông lông đồng tồn tại giữa có đơn không là điều rất khó
Em đã không còn anh về sau. Ngỡ ngày sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút quay lưng đi thật sự buồn lắm. Đôi vai anh mang xương rồng rớt đau. Đôi xưa anh mang xương rồng rớt đau. Nào em ơi, người ơi, tiền ơi, đua tem te từng cây, khóe mi lên tầm cây, anh rất buồn như không biết phải làm sao. Tồn tại giữa cô đơn không là điều rất khó. Anh cả đời anh chưa bao giờ nghi ngờ nói chuyện hay như thế nào, cả đời nói chuyện hay như thế nào. Hay nói chuyện hay như thế nào, nói có thành những gì giấc mơ thành tiền. Giờ đừng quá, nhiều khi mình đi lục lại cái bài cái quyển sách karaoke. Có nhiều cái bài ở Việt Nam trên đấy hát nhiều bài hay lắm nhưng mà không biết, khó tìm quá. Nhiều khi bài nào cũng hay luôn ấy, hát bài nào cũng hay luôn. 20 tuổi, 20 tuổi, 20, 20, 20. Sao cuộc đời mình tắc rất là vô tác dụng, đục mà không có ý nghĩa gì hết. Đi làm thì đéo ai nhận, vì mình không biết tiếng Pháp, nó không nhận người tiếng Pháp, phải biết tiếng Pháp nó mới nhận người làm đi làm. Bố anh bảo anh ở đây ấy, thì cứ nói là cái học ba thứ tiếng đi cơ, học ba thứ tiếng đi cơ. Đúng mà, tao đã già rồi, tao không học được cái gì nữa, mà không dạy được cái con chó, mà không dạy được cái con chó mấy cái chiều cũ đâu, mà người vậy mà không dạy cái con chó già mấy cái chiều mới đâu, hiểu không? Thật sự buồn lắm khi tồn tại giữa cô đơn, trong lòng anh có riêng mình em. Như nếu một ngày em bước đi bồi bàn, em đừng những thứ cao sang. Nếu ngày mai em nếu muộn mà, thì em đừng đi bước đi vội vàng. 20 phút nha, bài này sẽ là 20 phút thêm. Bây giờ là 19 phút rồi, còn thêm 19 phút 13 14 giây rồi. Còn thêm 30 40 giây nữa, có cái gì để nói đây con. Làm ơn ông trời con bắt cái thang lên đòi ông trời có đòi được không? Đứng có ai quấy rầy cái lỗ tai của tao, làm cái lỗ tai tao đẹp thì nó số nó mới đẹp. Mà ký lỗ tai ra xấu thì số nó sẽ xấu. Mày phải đứng mắt cửa động nhanh một tí, nhanh nhẹ tay một tí. Mày mua cái số của tao, tao mà không lệch đâu, đúng không? Tao sẽ không bao giờ lệch xấu nữa. Cho chúng con làm ơn xin bắt cái thang lên đòi ông trời, có đòi được không? Con đòi ông trời mà đòi tiền mà, một tiền 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 mà tiền tiền mà.